xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Trời ơi, cái tấm hình này nhìn mắt cười cũng chết luôn á. Coi cái mặt anh nè. Ôi đừng coi nữa, nó xấu vậy mà còn coi nữa. Ôi xấu quá còn zoom lên nữa. Nè coi nè. Trời ơi. Anh nhớ nhỏ này không? Nhớ. Trời sao dạo này nhìn nó khác quá vậy ta? Đẹp á hả? Ừ. Trời ơi đẹp thì cũng thường thôi, sao đẹp bằng vậy được. Dạo này khéo nịnh lắm á nha. Nịnh gì đâu nịnh. Anh khen thiệt á. Em càng ngày càng đẹp ra thiệt. Thiệt không? Thiệt. Biết sao không? Sao vậy? Tại vì có tình yêu á. Trời ơi, má nghe. Hả? Má đi đâu mà từ hồi chiều đến giờ không thấy má nhà vậy? Má có hẹn với mấy bà bạn của má trên huyện á, đi từ chiều tới giờ chưa thấy về luôn á. Trời ơi, giờ tối rồi mà vẫn chưa về hả? Chắc là khuya khuya má mới về, tại lâu lâu má mới đi mà. Khuya lắm hả? Ừ. Thôi vậy khuya quá rồi, quán cũng vắng quá, hôm đi vô nhà đi em. Ủa? Mắc gì đi vô nhà, ngồi ở đây nãy giờ cũng vui mà. Không, nhưng mà bây giờ mình đi vô nhà đi. Vô nhà chứ. Đi nhà, đi. Mệt quá, từ từ người ta đi làm gì mà lối lối kéo kéo à. Thôi đi lẹ đi nè, vô. Anh. Ủa, nó đâu rồi ta? Ủa, lạ trời. Nước để đây, người đâu? Hạnh à, Hạnh, con đâu rồi Hạnh ơi? Dạ, dạ. Dạ. À, dạ, má mới về. Dạ, thưa cô mới về. Hai đứa tụi bay, vô trong đó làm gì, hả? Dạ, dạ, con đâu có làm gì đâu cô. Dạ, tụi con đâu có làm gì đâu má. Tụi bay không làm gì. Dạ, dạ, không có làm gì. Tại sao vô trong đó? Dạ. Hả? Rồi nước để ngoài này không uống. Đi vô trong đó làm gì? Dạ dạ, có đi vô đó mà không có làm gì. Má. Gì vậy cô? Có chuyện té em. Bu ra, bu ra. Dạ. Mày, bước về. Má, tụi con đâu có làm gì đâu. Mày nín. Cô ơi, tụi con đi không có làm. Đi về. Cô, một con... lần nữa đi về. Dạ. Đừng bao giờ bén mảng ngoài đây nghe chưa. Má. Nghe chưa. Cô, nhưng mà. Đi về. Ơi, má hiểu lầm rồi, tụi con không có. Cầm cái miệng lại. Mày bước vô nhà liền cho tao. Đi vô. Mày đi không? Còn gì cái. Tôi mới bẻ được mấy trái sơ ri nè. Đại khách sang quá ha. Tự nhiên người giật ngược kêu tôi qua đây có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Anh biết không, tôi bây giờ là người mang tâm sự chứ không phải là người bán quán bình thường nữa rồi. Tâm sự gì? Tâm sự loài chim biển hay tâm sự gì? Chim biển gì mà chim biển? Chim biển bỏ qua một bên. Tôi tâm sự gì có con le le dịch trời nhà tôi nè. Ủa con le le nhà cô làm sao? Trời đất ơi, thanh niên cái gì mà bây giờ tụi nó thuộc cái dạng gọi là hư hỏng. Tức, nói mà tức. Nó làm cái gì mà cô nói là nó hư hỏng? Nói với thằng Tấn chứ cái gì nữa mà không hiểu. Trời, tôi tức ầm quá. Ủa, cô gặp nó làm gì? Ây da, nói với là thằng Tấn hai đứa dắt nhau vô phòng đóng cửa lại. Rồi cái chuyện gì nó làm ở trong đó sao tôi biết được? Ủa, cô không biết sao cô nói gì sao được? Bây giờ tôi hỏi anh nè, hai đứa nó đang yêu nhau. Thí dụ như tôi với anh đi, không có tình cảm với nhau. Vô phòng thì nhìn nhau vậy thôi chứ có làm gì đâu. Làm sao mà nảy lửa được?
nhưng mà tụi nó yêu nhau, cái lửa tình yêu của tụi nó đang hừng hực cháy. Rồi lỡ tụi nó làm cái chuyện gì quá đà thì sao? Con tôi con gái mà. Ủa rồi cô thấy tụi nó làm cái gì? Nó đóng cửa sao tôi thấy được? Những cái chuyện mà tôi nói ra nãy giờ là tôi chỉ thấy nó đóng cửa, nó đi vô phòng với nhau thôi. Còn sau đó là tôi đang tưởng tượng ra, tôi tưởng tượng ra tụi nó ôm nhau, tụi nó hôn nhau, tụi nó đê mê. Trời đất ơi, con tôi là con gái đó. Trời đất ơi, con làm gì dữ vậy? Thì bây giờ con cái nó lớn rồi, thì nó yêu nhau. Yêu nhau thì tôi thấy nó hôn nhau, nó miễn nó đừng có làm cái gì mà vượt qua dòng lễ giáo là được rồi. Nó có chừng có mực thì phải yêu nhau, rồi phải hôn nhau, thì cái chuyện đó bình thường đâu có gì đâu mà cô làm gì vậy? Thì cái tôi nói với anh tôi tức muốn chết luôn á. Thiệt, uổng mấy trái series nãy giờ tôi bẻ ra cho anh ghê. Tôi đang tìm một cái người cảm thông cho tôi. Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh cũng có thời tuổi trẻ, tôi cũng có thời tuổi trẻ, nhớ lại cái thời tuổi trẻ của hai đứa mình đi. Hồi xưa tôi với ba nó thương nhau, cái dắt nhau vô nhà ngồi là tụi nói với anh hả, cửa chánh, cửa phụ, cửa sổ, cửa nóc, cái gì tôi mở tung hết. Mà ngồi là có khoảng cách nha, ổng ngồi đầu kia tôi ngồi đầu này, hai đứa nói chuyện với nhau. Mà ở trong nhà ba má tôi tưởng tôi cự lộn nhau không đó. Còn mà tụi nó bây giờ hả, lại vô phòng rồi đóng cửa. Tôi hỏi anh, trong cái lúc mà lửa tình yêu nó hừng hực cháy rồi nó bén hồi nào ai mà biết, anh hiểu không? Tôi nói cô đó, bởi vì cái thời của cô nó khác, rồi cái thời của tôi nó cũng khác, rồi cái thời của mấy đứa nhỏ bây giờ nó đã khác. Cái thời của mình là cái thời cổ lỗ sĩ rồi, phải không? Cái thời hồi đó là cái thời phong kiến, cái thời nó khó khăn. Còn bây giờ thì thương nhau, thì tìm hiểu nhau, rồi ri hôn hôn hít nhau, rồi nó sẽ từ từ nó sẽ cưới nhau. Chứ có gì đâu mà cô làm gì mà giữ thần thiên địa gì. Có chừng cô bị lạc hậu rồi đó. Lạc hậu cái gì? Bây giờ nói như anh vậy hả? Thời nào cũng phải giữ cái thuần phong mỹ tục, giữ đạo đức con người. Nói chung là con gái là phải cái gì mà hạnh gì đó, nói chung là phải giữ cái tiết hạnh của mình, chứ đâu có thể nào mà suồng xả như vậy được. Tôi hỏi anh nè, thời nào cũng phải có yêu nhau, thời nào cũng phải là giữ cho mình, chứ bây giờ cái gì cũng sồn vậy hết, rồi mình đâu còn giá trị người con gái nữa. Mà thôi đi, anh không phải là con gái, nói hoài anh không hiểu. Đây nè, con đào sớm trên ha, tới hồi cũng chảnh anh vậy nè, cha mẹ mang nhục. Mà tôi nè, quán xá tôi vậy, tôi không muốn mang nhục. Cái nói đó cho thì anh... bậy, cái đó ăn cơm trước kẻn là bậy, phải không? Nhưng mà bây giờ hai đứa này nó chưa có gì, cô chưa thấy gì hết. Chỉ thấy nó vô đó là, nó dụ ta vô đó, ta ngồi, ta nói chuyện chứ gì có sao đâu. Thôi đi, tôi thấy nãy giờ anh hình như là anh bàn ra không à, anh không hề binh tôi, anh binh tụi nhỏ, anh binh cho cái sự gọi là xuồng xả của tụi nó. Không nói chuyện anh nữa nè, cà phê anh mua đúng không, trà đá tôi tặng, còn cái này không cho nữa, tôi đi vô, không nói nhiều. Trời Phật ơi, tự nhiên mời tôi qua đây rồi mắng xấu xả rồi bỏ đi te te, đây mới là cái vô duyên rồi nghe, vô duyên thiệt á. Từ ngàn xưa, ông bà ta đã có câu: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Hạnh à, má cũng không muốn áp lực gì với con, mà má muốn nhắc cho con nhớ tại sao má đặt con tên là Hạnh. Bởi vì con là con gái, má muốn con phải là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Con hiểu ý má nói không? Hiểu sao? Dạ thưa má, ý má muốn nói là con phải là một người phụ nữ dịu dàng, ngoan hiền, nết na, đoan trang, hiền thục. Ủa sao mày lãng nhách vậy con? Dạ, ý của má muốn con... À mà thôi, mày giải thích gì cũng đúng rồi. Thôi bây giờ má nói thẳng, nói thiệt, nói quỵt tẹt với con luôn nha. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi lần mà thằng Tấn nó qua đây nó mua cà phê hay là mua cái gì đó, nó ăn mua gì không cần biết, buôn bán cho nó xong là không có tiếp xúc, không nói chuyện, đứng giữ khoảng cách cho má, hiểu chưa? Ủa sao vậy má? Anh Tấn là người yêu của con mà. Má biết, bởi vì chính là người yêu nên má muốn giữ cái khoảng cách cho con, đằng sau này khi cưới về làm vợ làm chồng mình không có bị nó coi thường. Nhớ là nếu mà bây giờ mình không có bán quán, mình dẹp quán á, mời nó vô nhà chơi, ngồi ở trong phòng khách chứ không có đưa nó vô phòng con. Mà nếu mà nó có dạy con học vi tính hay là nó kèm kẹp con học cái gì không cần biết, phải mở tất cả các cửa phòng ra.
Nhất là cái cửa đi ra đi vô là phải mở, mở toang ra cho má luôn, thấy chưa? Má, gì? Sao hôm nay má gắt gao với ảnh quá vậy? Bình thường ảnh qua đây má vẫn bình thường với ảnh, đâu có cấm cản dữ vậy đâu. Lúc trước là do má dễ dãi nên tụi con lướt má quá, nên bây giờ má phải siết chặt lại, con hiểu không? Tại vì sao giữa con với nó là người yêu, lúc nào cái lửa tình yêu nó cũng hừng hực trong người hết. Mà bây giờ để hai đứa mà ở gần nhau, vắng mặt người lớn, không gian lãng mạn của phòng ngủ, trời ơi, rồi cái chuyện gì xảy ra? Con ơi, không có được làm như vậy con nha. Má ơi, má tưởng tượng quá à. Con với anh Tuấn á, là tình yêu trong sáng, con với anh Tuấn không có suy nghĩ tới mấy cái chuyện đó đâu. Với lại là cái phòng ngủ của con á, là cái quyền riêng tư của con, là nơi riêng tư. Sao mà má bắt con phải mở cửa 24/24 được? Thì đúng rồi, cái phòng ngủ của con là cái quyền riêng tư của con, nhưng cái phòng ngủ của con nó nằm trong cái khuôn viên nhà của má, là phải thuộc quyền quản lý của má, hiểu không? Nói chung cái gì trong nhà má là má quản lý. Má, má nói vậy chẳng khác nào con ở trong nhà tù á. Cái gì? Hạnh, sao con nói chuyện với má kỳ vậy Hạnh? Thằng Tấn nó dạy cho mày mấy cái đó phải không? Má, hả? Không phải. Mà vì thằng Tấn mày phản kháng rồi với má vậy đúng không? Má, con lỡ lời. Không có lỡ lời, lỡ dạy gì hết trơn. Bây giờ nói tóm lại, một khi còn cơm cha áo mẹ thì là cha mẹ phải quản lý. Nhưng mà má, con đã 23 tuổi rồi, con lớn rồi, con có quyền tự do riêng tư của con chứ. Ừ, ý của con nói là con trưởng thành rồi, con đủ vị thành niên rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ con làm cho má coi, con là một người lớn thật sự đi, tự lo cho bản thân mình đi. Khi nào con tự lo được thì má không có quản lý con nữa. Má, sao hôm nay con thấy má áp đặt con nhiều thứ quá à? Con cảm thấy con sống trong nhà này không có nổi nữa, con sẽ đi ra ngoài mướn nhà riêng con ở. Này, thiệt là con với cái luôn á. Anh nhìn túi gì mà nhìn ghê vậy anh? Ủa rồi bây giờ tụi nó bỏ nhà tụi nó đi đâu rồi? Ai biết đâu, sớm mơ này nó đi luôn rồi đó. Tôi la cái nó đi mất tiêu, có kịp nói gì đâu. Ủa rồi cô có biết nó mướn nhà ở đâu không? Chưa có gặp, gọi điện cũng không có nghe. Ủa rồi tiền thuê nhà, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày đó đâu ra? Ờ ha, anh nói tôi mới sực nhớ, hồi sớm mơ này tôi la nó một cái nó bỏ nó đi. Rồi tiền đâu nó xài ta? Chắc nó mượn đâu của mấy đứa bạn nó chứ làm gì nó có tiền. Cô có nghĩ á, là thằng Tấn nó đem tiền lại cho con Hạnh thuê nhà, cơm nước á, đồ ăn đồ sức uống đồ này kia nữa, thì tiền đó thằng Tấn nó đưa ra cũng được vậy? Sao cô biết được? Thằng Tấn. Ừ, chứ ai? Nó lo cho con Hạnh. Ừ. Làm gì vậy? Nó lo cho con Hạnh anh biết không? Lửa mà gần rơm là nó bén một cái là trời ơi chết luôn đó. Bây giờ nó lo như vậy không được, được. Cái gì cũng vậy, nó có cha có mẹ, mình phải qua mình nói chuyện với cha mẹ nó, để cha mẹ nó kìm kẹp nó lại. Tại vì nó là con mà. Thôi từ từ đi, qua bên đó nói đó, người ta cười cho mà thúi đầu. Sao cười? Bởi vì thằng Tấn nó lớn rồi, mà ba má nó đó không có kèm kẹp nó, giống như cô kèm kẹp con Hạnh vậy đó. Nhưng mà anh nói đi, anh cũng phải nói lại chứ. Thằng Tấn nó là con trai, còn con tôi là con gái. Con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trai hết. Rồi lỡ như tụi nó qua lại làm sao đó, rồi con tôi nó có bầu phải được nó khổ, tôi khổ chứ cha mẹ thằng Tấn nó đâu có khổ. Tôi nói cô suy nghĩ kỹ lại. Tôi nói mấy lần rồi, à, thời buổi bây giờ chứ không phải như hồi xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ có nhiều khi con nó đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Còn con Hạnh á, là con của cô, ít nhiều cô cũng biết cái tánh tình của nó chứ, phải không? Rồi thằng Tấn nó cũng là rể tương lai. Chị... nó tới lui đây đó thì thế nào là cô cũng phải biết cái tánh tình nó ra sao đó. Phải để cho bây giờ, để cho nó tìm hiểu đi. Nó tìm hiểu rồi nó thương yêu nhau, hoặc là nó âu yếm nhau, nó hôn hít nhau thì cũng đâu có ảnh hưởng cái gì lớn đâu. Mà cô làm quá trời quá đất đó. Thiệt tình luôn á, nói chuyện với anh là tìm người để giống như mình giải bày cái tâm sự, mình tìm người để mình giống như chia sẻ với mình. Rốt cuộc tôi nói chuyện với anh một hồi tôi vô bế tắc, lúc nào anh cũng binh mấy đứa nhỏ chậm chạp hết trơn á. Rồi tự nhiên cái anh đi quay lưng với tôi, anh nghĩ sao vậy? Con tôi là con gái, nó lỡ có chuyện gì trời ơi làm sao mà chịu được. Lỡ gì? Trời ơi, bây giờ tôi hỏi anh nè, lỡ mà nó có bầu làm sao? Mà thôi đi,
anh cũng không có con gái, anh cũng không hiểu đâu. Tôi mới nói chuyện nhiều với anh nữa. Đó, tôi nói cô á, cô không có suy nghĩ. Lúc đó ở nhà nó tới lưu nó chơi đây đó, thì cô nghi ngờ, cô nói thế này thế khác đó. À, rồi nó bỏ nó đi ra ngoài, rồi hai đứa nó ở đó, nó có bầu là cái lúc này nè, cái lúc mà đi ra ngoài khỏi nhà này ở nè, nó mới tự do, nó mới có bầu. Chứ còn ở đây thì nó có cô đây, làm sao nó dám làm mấy cái chuyện đó. Trời ơi, thôi đi, đừng có nói nữa được không? Bực bội quá mà. Ê, cô khó khăn quá mà. Ừ thì tôi khó khăn đó, mà tôi khó khăn rồi tôi khó khăn tôi lo cho con tôi. Trời đất ơi, rốt cuộc tôi nói chuyện với anh nãy giờ cũng như không không vậy, nó bực bội quá đi. Gì nữa? Không nói chuyện nữa. Ủa kỹ ta, lần nào lại đây mắng tung hơi rồi bỏ đi te rẹt vậy? Này cũng vô duyên nữa nè. Nè, đói bụng chưa, nấu cơm cho ăn. Đói rồi mà hôm nay không muốn ăn cơm. Chứ em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn canh bún. Canh bún anh đâu biết nấu đâu, anh biết nấu bún riêu à. Ủa, hai món nói giống nhau luôn á. Ủa giống hả? Chỉ khác cộng bún à. Ủa sao nó khác cái tên luôn mà. Nhưng mà nó giống nhau. Nhưng mà thôi, ăn cơm đi, tại vì ở chổng còn rau á, với lại cá, bữa nay anh kho cá cho em ăn. Ừ, cũng được, vậy mà anh nói cho em ăn nha. Vậy ngày mai anh nấu canh bún cho em ăn nha. Ủa chứ phải bún riêu hả? Thì em nói nó như nhau mà. À, dạ con chào cô. Má. Chào hai đứa. Dạ. Má, sao tự nhiên má qua đây vậy? Ủa, chứ bình thường má qua thăm con cũng được hả? Dạ, nhưng mà sao má biết con ở đây? Dạ, sao cô biết em ở đây? Thì chú hai nói. Dạ. Với lại qua để coi hai đứa tụi con sống sao. Dạ, tụi con sống cũng ổn lắm cô. Ổn? Dạ. Ổn là sao? Là kinh tế ổn? Dạ, bình thường. Tất cả các sinh hoạt đều ổn? Dạ, bình thường luôn. Rồi cái chuyện ăn uống chợ búa thì sao? Dạ, con đi chợ. Con đi chợ con nấu cơm cho Hạnh ăn. Thì bữa nào mà Hạnh thích ăn cá, ăn rau, ăn thịt gì đó thì bữa đó con đi chợ con làm cho Hạnh ăn. Vậy còn hôm nay ăn gì? Dạ, hôm nay là còn rau với lại cá, con định vô con kho cho em ăn. À, là đồ cũ ngày hôm qua hả con? Dạ không, con mua con để dành chứ không phải là đồ cũ. Để dành? Dạ. Rồi lỡ nhà có khách thì sao? Dạ nhà có khách thì... À, sẵn hôm nay con qua để thôi con mua thêm gì đó nhiều nhiều chút, thịnh soạn chút rồi con mời cô ăn chung với lại tụi con luôn. Ý cô không phải là cô ăn nhiều. Dạ. Mà mình phải hiếu khách. Dạ dạ con hiểu ý cô rồi. Thôi vậy bây giờ cô nói chuyện với lại em đi ha. Con đi ra chợ rồi con mua cái gì thêm rồi con về con nấu cho cô ăn. Dạ xin phép cô. Nhớ mua cái gì đó cho ông Hai Thành ông nhắm luôn nha. Dạ dạ con biết rồi. Dạ thưa cô đi. Xuống đây coi. Khờ quá vậy hả con? Sao vậy? Mày thiệt tình luôn à. Nghe má nói nè, cho dù con có lớn như thế nào á thì con cũng là con của má. Sống sao nói má nghe coi. Hả? Hôm nay thấy ốm rồi đây nè. Con sống vẫn ổn mà má. Má đừng có lo cho con. Dù sao con cũng lớn rồi mà. Đùi, con nhỏ này. Con nghe người ta nói hả? Con có lớn cũng là con của mẹ. Cả một đời mẹ mãi hướng về con. Con hiểu không? Bây giờ con có già đi mấy chục tuổi nữa thì má vẫn là cái người phải lo cho con. Tại vì con là con của má mà. Phong biết á, là má lo cho con. Má thương con. Nhưng mà má ơi, con lớn rồi, con cũng có những cái quyết định của con. Con chỉ muốn á, là má tôn trọng con. Má tin tưởng con thôi à. Thì má vẫn tôn trọng quyết định của con. Má tin tưởng con. Nhưng mà sao mà tránh khỏi lo lắng được. Nói nghe nè. Giả dụ như má tôn trọng ý kiến của con, con có về nhà ở với má không? Nếu như mà má tôn trọng ý kiến của con á thì con về nhà ở với má chứ ở với ai? Con nhỏ này, nói mà nó không có chịu hiểu. Ý là má tôn trọng cái quyết định của con với lại thằng Tấn đó. Thiệt hả má? Thì lớn rồi phải có cái quyền tự do của mình chứ. Nhưng mà làm gì làm cũng phải nể má một chút. Má phải tin tưởng con gái của má chứ. Con gái của má đó vợ hả? Không có làm cái chuyện gì á mà để má xấu hổ hết trơn á. Thôi bây giờ vậy nè, chừng nào về với má? Dạ, nếu mà má muốn thì giờ con về với má luôn. Đâu được. Ủa sao má? Trời đất ơi. Nghĩ sao nói tiếng trước tiếng sau về. Thôi bé không thấy tao đi hả, đường xa xa xôi, nắng nôi như vậy nè, mệt chứ, đói chứ, chưa uống được ly nước, chưa ăn được bữa cơm, về là về sao?
bực bội vậy? Vậy ý của má là má chờ anh Tấn về nấu cơm rồi má con mình ăn chung đúng không? Không phải là má ham ăn gì, nhưng mà để coi coi hổm rằng Tấn nó nấu ăn sao để nó nuôi con của má. Dạ vậy thôi, giờ má ngồi đây má chờ con chút xíu. Con vô soạn đồ rồi lát nữa hai má con mình ăn cơm xong rồi về luôn. Khoan. Dạ. Hổm rằng có gì không? Má, vậy là má không có tin tưởng con gái má nữa rồi. Không, ý là má chỉ hỏi vậy thôi chứ còn lớn rồi. Biết tự phòng vệ cho bản thân là được. Má phải tin tưởng con gái của má chứ. Thôi vô soạn đồ, vô soạn đồ. Dạ bác hai, con đi vô soạn đồ nha bác hai. Thôi đi vô. Ủa, mấy đứa nó nói với cô chừng nào nó về? Nó nói chiều nay nó về với tôi đó. Giờ nó vô nó soạn đồ rồi, còn thằng kia đi chợ mua đồ nấu cơm ăn. Cô hứa với nó làm sao đó, phải giữ lời hứa nha. Tôi hứa là tôi sẽ tôn trọng cái quyết định của nó, bởi vì nó lớn rồi. Chứ tôi mà không tôn trọng nó bỏ tôi nó đi luôn. Vậy có tiến bộ đó nha. Dạ. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út Phương Nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe.